Ha Ji-won nghẹn ngào bảo tin buồn, mẹ xin lỗi con và thương con rất nhiều, cộng đồng mạng xót xa động viên. Trước sự mất mát của Ha Ji-won, Trần Thành, khán giả và đồng loạt gửi lời an ủi động viên. Vào 4 giờ sáng ngày 23 tháng 11, Trần Thành đau xót chia sẻ về việc mèo cung Zhao bị rơi từ tầng ban công 32 xuống bụi cây dẫn đến gãy tay và thổ huyết. Dù ban công đã được rào chắn kỹ càng nhưng do chất lượng tấm lưới chắn kém không đủ chắc chắn nên mèo con đã rơi xuống sau khi tạo ra được một lỗ hổng. Cho đến 9 giờ sáng cùng ngày, Ha Ji-won cũng đăng đàn tưởng nhớ đến Zhao. Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ cho biết: "Thứ bài vừa rồi của Zhao không hiểu sao tự chui vô bên đó, chụp mà cười quá trời, con Zhao là đứa thích làm massage nhất trong nhà này, đi đâu cũng massage, bản thân mình cũng bị nó massage hoài. Giờ không còn ai massage cho mình nữa rồi, mẹ xin lỗi con và thương con rất nhiều, G.I.P. Zhao." Sau 3 năm gắn bó, Trần Thành, Ha Ji-won đều xem Zhao như một thành viên trong gia đình. Vậy nên khi chứng kiến con cưng chết trong bụi cây, toàn thân co cứng lại như một tảng băng, cặp đôi cảm thấy vô cùng đau xót, tiếc thương. Bên cạnh đó, Trần Thành cùng bà xã còn cảm thấy ân hận khi để Zhao ở ngoài ban công khi chưa kiểm tra chất lượng tấm lưới kỹ càng, dẫn đến cái chết đầy thương tâm của con cưng. Ngay dưới bài đăng của Ha Ji-won, khán giả bày tỏ sự xót xa sau khi nghe câu chuyện buồn về Zhao và không quên gửi lời động viên đến cặp đôi. "Buồn quá, trước đây mình cũng từng mất một em mèo vì cũng như vậy, nên chắc chắn hai anh chị buồn lắm. Có gì nhớ thủ thị và dạy các em còn lại là không được tò mò và nhảy xuống, tụi nó nghe được đó nè. Đọc xong em cũng chết lặng luôn anh ạ, G.I.P. Zhao. Chỉ có những người yêu động vật như anh em mình mới cảm nhận được nỗi đau buồn này anh ạ. Anh hai của em cố lên nhé, thực sự đau đớn. Trời ơi, nghe câu chuyện mà thót tim, chưa buồn cùng anh chị ạ, thương Zhao lên thiên đàng con nhé." Cho đến hiện tại, câu chuyện Zhao qua đời đột ngột vẫn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng, đặc biệt là những khán giả yêu chó mèo. Vào tối muộn, trên trang fanpage hơn 18 triệu người theo dõi, Trần Thành ngào hức bảo tin vui đến với công chúng. Trần Thành xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và ban giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 đã ưu ái trao cho bố già giải bông sen bạc, đã đồng hành và hỗ trợ hết mình cho Trần Thành hoàn thành dự án này thật trọn vẹn. "Không có mọi người, em có thể làm được nên thành công này, chiến thắng này là của tập thể anh em chúng ta. Cảm ơn tất cả anh em trong ekip, đoàn phim và toàn thể anh em diễn viên đã hết lòng, kiên nhẫn và chịu khó với những yêu cầu khắt khe của xin. Cảm ơn khán giả đã yêu thương và cho bố già những thành tích tuyệt vời như trong mơ. Thật hạnh phúc và đến ngày hôm nay. Đây sẽ là động lực lớn nhất để Trần Thành cố gắng cho những bộ phim sau này. Xin cảm ơn tất cả." Theo đó, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, bộ phim Bồ Gia đã xuất sắc đạt giải bông sen bạc. Có thể con cưng của Trần Thành còn ẵm về rất nhiều giải thưởng ấn tượng như giải nam chính xuất sắc nhất, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Kê La Nhi Bùi, A Quay và Trần Thành. Trước thành tích đáng ngưỡng mộ trên, bạn bè cùng khán giả đồng loạt gửi lời chúc Trần Thành cùng ekip Bồ Gia: "Em chúc mừng anh Thành và ekip Bồ Gia, mong mọi người thật sự thành công hơn nữa. Chúc mừng anh Xin, nhà mình giỏi quá. Chúc mừng idol và đoàn phim đồng, làm phim Bồ Gia xuất sắc, cảm động hay quá luôn. Chúc mừng anh nha, chúc anh thành công trên sự nghiệp." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.